Gần 3,7 tỷ đồng là số tiền tiếp nhận được sau khi tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày 18 tháng 9. Ngay tại lễ phát động, có 37 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đăng ký ủng hộ số tiền gần 3 tỷ đồng và 150 tập thể cá nhân ủng hộ gần 240 triệu đồng. Cùng với đó, có 57 cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn tỉnh ủng hộ bằng tiền mặt và chuyển khoản về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh với số tiền hơn 500 triệu đồng. Như vậy, sau một ngày phát động, tỉnh Kon Tum tiếp nhận gần 3,7 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Đến hết tháng 7 năm 2024, toàn tỉnh còn hơn 1.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống trong nhà ở tạm bợ hoặc dột nát. Mục tiêu từ nay đến năm 2025 sẽ hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn, đảm bảo không còn hộ nào phải sống trong những ngôi nhà dột nát, tạm bợ.